Chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Thì bữa nay mình quay cái video mình chia sẻ các bạn mình đi ra vườn hốt trứng ốc bươu nha các bạn. Và các bạn cùng đi ra vườn với mình nha. Mình đi ra vườn nha các bạn. Trời này vẫn còn nắng quá chừng luôn các bạn ạ. Nắng chang chang luôn. Mình nuôi cái dèo này thì nằm cách xa nhà vài chục mét nha các bạn. Đường sình không luôn, sình này mình mới bầu bầu cây đó nha các bạn, sình không em. Mình cầm theo cái thau nhỏ là mình đựng trứng ốc nha các bạn. Sắp sửa tới rồi nè. Đây, mình tới cái dèo mà mình nuôi ốc đẻ nha các bạn. Đây cái dèo ốc đẻ nè. Còn bên đó là dèo ốc thương phẩm nha các bạn. Dèo ốc mình nuôi bán á, nó dèo bên đó đó. Ốc nuôi bán, còn này dèo là dèo đẻ trứng nha các bạn. Dèo ốc cái đẻ trứng. Mình sẽ lội xuống cái mương mình mới hốt được nha các bạn. Cái mương này thì mình nuôi cũng nhiều dèo lắm. Mấy bên kia là dèo nuôi cá nha các bạn. Mương này dài là tầm khoảng 50 mét nha các bạn. Rất là bự luôn. Bề ngang thì khoảng 5 mét. Mình sẽ lội mương nha các bạn. Hey, trứng ốc bu. Khoảng mình 3 ngày mình hốt lần nha các bạn. Hổm gài nó đẻ nhiều lắm. Bữa nay thấy nó đẻ ít lại nè. Hey, mình dịch cho các bạn xem ổ nó đẻ nè. Đó, các bạn thấy không, cái ổ đẻ nè, trắng hú nha, ổ này hết sức bự nha các bạn. Gỡ lên nè, nó đẻ trong cái lục bình không à. Các bạn gỡ trứng thì gỡ nhẹ nhẹ thôi nha các bạn, cái thôi nó dập trứng á, trứng nó rất là mềm luôn. Lấy xong mình để trong cái thau nhẹ nhẹ nha các bạn. Một ổ, đây ổ nè các bạn. Nó hai ổ trứng mới đẻ nó còn nông trong luôn các bạn ơi, trắng hú luôn á. Đây ổ nè, ba ổ nha các bạn. Ồ, đã gì đâu á, một ổ gì là cũng khoảng mấy trăm trứng nha các bạn. Ổ bự là 500-600 luôn á. 4 ổ nha các bạn. Hốt trứng ốc bu dùm thái ghiền luôn. Mình dập dập ra mình kiếm nha các bạn. Nó lẫn lộn ở trong cái bình này. Bên kia chắc được ổ, 2 ổ nữa kìa. Hốt đây, đây ổ nè các bạn. Thấy đã gì đâu không, trắng hú luôn. Trứng ốc nó rất là mềm nha các bạn. 5 ổ nha các bạn. Này hơi thất sở rồi, hốt ở này ít quá các bạn ơi. Bữa kia mình hốt tới hai mấy ổ lần, bên này nó đẻ ít lại. Ở đây ổ nữa nè. Nó nằm trong kẹt các bạn thấy không? 6 ổ nha các bạn. 6 ổ trứng rồi đó, này mình kiếm lại lại dòng nguyên dạch có không nữa nè. Khi còn sót lại nữa. Hết rồi. Qua bên đó mình hốt nữa nha các bạn. Ồ, đây được ổ nhỏ rồi các bạn ơi. Nó đẻ này ra ổ nhỏ xíu luôn nè. Có ổ nhỏ xíu rồi các bạn. Ổ này khoảng chừng 5-60 trứng à. Nhỏ xíu à. 7 ổ nha các bạn. Bên kia một ổ nữa kìa. Nên mình lội ra bển mình hốt. Ổ này cũng vừa vừa. Ổ này cũng nhỏ các bạn ơi. Như nó đẻ còn sót lại. Đây, ổ nhỏ này. Ổ này chắc là cả trăm trứng nè. Hay nhỏ xíu nha các bạn. Mà trứng nó nhiều lắm.
2 4 6 8 ổ nha các bạn. 8 ổ. Đây nè, cho các bạn xem mấy con này đang lên bò nó đẻ nè. Nè các bạn thấy không? Đang lên nó bò lên đẻ như ban ngày luôn nha các bạn. Đang bò trên cái lục bình đó các bạn thấy không? Con này nó đang đẻ nè. Con này bự là trứng nhiều nha các bạn. Rồi. Giờ nhiêu đây thì mình đem lên mình đem vô lò ấp trứng nha các bạn. Ê, mình tới cái mấy cái thùng ấp trứng nha các bạn. Mấy chục thùng luôn nha các bạn. Đó các bạn thấy không? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 thùng nha các bạn. 8 thùng trứng nha. Giờ mình sẽ để cái thùng này vô đi. Mình mở cho các bạn xem luôn. Cái này là thùng mớp nha các bạn. Đây ốc con rồi các bạn. Nó bò lên tới trên luôn nè. Trên cái miệng nắp nắp thùng luôn nha. Em mình dở mình để trứng vô cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy chưa? Ồ, nó nở nè. Ồ, nguyên một cục luôn các bạn ơi. Quá nhiều rồi. Các bạn thấy không? Đen đen ngầu luôn các bạn thấy không? Quá trời luôn ha. Nhiều quá thì không có chỗ để luôn nè các bạn. Nở quá trời luôn nè. Mình để trứng vô nha các bạn. Trứng mình mới hốt nè. Để nó vô. Nào nhiều quá mình chắc chồng lên luôn các bạn ơi. Tổng cộng được 8 ổ nha các bạn. Chắc chồng nó lên cũng không ăn thua cho các bạn. Mình để vô đàng hoàng rồi. Nhẹ tay thôi đi thôi dập trứng nha. Còn ổ cuối cùng. Thì bên nào nó chưa nở mình chắc chồng lên nha các bạn. Thì các bạn thấy không, mấy trứng nó nở hết sức không? Mấy trứng này nó đã đen hết trơn nè các bạn. Mình lấy mình gỡ nó ra nha các bạn. Gỡ nó ra tuôn nó cho nó nằm dưới đây đi. Nó như cái bong bóng vậy đó. Nó có lớp vỏ bao bên ngoài các bạn. Như có cái màng á. Như cái bong bóng. Mình thả cho nó xuống dưới đây hết. Dưới đây có nước nè các bạn. Nước dưới đây nè. Đây, mấy cái này nó đen đậu hết trơn nè. Mình bóp nó ra nè. Bóp nhừ nó ra mình cho nó xuống thùng hết. Cho nó dưới có nước đó các bạn. Có nước nó trứng nó nở ra. Nở mà nào nó bò ra ngoài. Các bạn thử nghĩ đi, bao nhiêu mấy ngàn con, mấy trăm con này không? Thấy hỏi mộng không? Nuôi ốc là rất là lời nha các bạn. Rất là nhanh làm giàu luôn á. Quá trời luôn các bạn. Mấy cái này cho nó xuống hết luôn. Còn nó trống chỗ đằng mình trứng mới mình để vô nha các bạn. Cái này cái lưới mình nó lọt hơi nước xuống nha các bạn. Này lưới mũ nha. Lưới mũ mua ở ngoài chợ có mấy chục ngàn cái à. Mình lót mình làm cái dĩ mình cho ốc nó đẻ cho ấp nha các bạn, ấp trứng nha. Lót cái dĩ này nó thuận tiện hơn. Mà xài nó cũng bền nữa nha các bạn. Mình vũ mấy trứng này cho nó lọt xuống. Đây này đây hết trơn nè. Còn rớt còn dính lại đây nè các bạn thấy không? Nguyên một cục nó dồn dưới nè. Để mình dở cho các bạn xem luôn cho các bạn thấy. Hải hồn sương gió dưới đây nha các bạn. Mình dở cho các bạn xem nè. Mình làm có con quay tay cầm mình cầm nó dở lên cho thuận tiện nè các bạn. Nó nặng hết sức luôn các bạn. Đây. Các bạn thấy không? Kinh khủng không? Cái này chuẩn bị ngày mai là mình sẽ đem đi thả nha các bạn. Quá trời chưa. Nhiều đây làm 30-40 ngàn con nha các bạn. 30-40 ngàn con này lớn lên là bán biết nhiêu tiền nói. Mình để nhẹ nhẹ xuống nha các bạn.
nó trống một lỗ rồi mình sẽ để mình đậy lại nha các bạn, để cái này mình đậy lại. Đây, cái miếng khăn nha các bạn, miếng khăn mình đậy nha các bạn, cho nó giữ độ ẩm cho trứng nó nở nha các bạn. Không có cái khăn đậy thì trứng nó lâu nở lắm. Này nó giữ độ ẩm cho trứng mình đó, nó màu nở, nó có chất hơi ẩm thì trứng nó mới màu nở nha các bạn ha. Mình đậy vậy là rồi rồi đó. Mấy cái này mình để đại lên ốp lại luôn à, các bạn thấy không, nó bò ở trên cái nắp thùng luôn nè, kẹo con nè, mấy con nó nở rồi nó bò các bạn, nó bò khắp thùng, nó bò đi kiếm ăn. Cái này ngày mai mình bắt đầu mình xuống, mai mình quay cho các bạn xem mình xuống thùng ốc này luôn. Đây mình đẩy lại nha các bạn. Vậy là rồi rồi đó. Một thùng, cái thùng này có mấy chục ngàn à, mua ngoài chợ các bạn rất là rẻ luôn đó. Mình hốc xong nha các bạn. Thôi video tới đây mình xin kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy hay mình hãy cho mình một like, một cái đăng ký kênh nha, chia sẻ cho mọi người xem tham khảo nha các bạn. Hẹn các bạn những video mới nha.